Một chiếc máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản chuẩn siêu, siêu hero, siêu tiết kiệm nước, siêu bền trên 30 năm, chính là Fuji Smart i9. Máy có nhiều ưu điểm vượt trội trong ngành lọc nước ion kiềm. Đầu tiên, Quang Trang thấy là máy này được sản xuất tại Nhật Bản bởi tập đoàn Fuji Smart. Tập đoàn này đã có 70 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thiết bị y tế. Và i9 cũng đã nhận được chứng nhận là thiết bị y tế cùng nhiều chứng nhận quốc tế về chất lượng nên mọi người có thể an tâm. Thân máy thì vuông vức chắc chắn, phía trước có những icon trực quan rất là dễ xài. Màn hình của máy không quá to nhưng vẫn hiện đầy đủ thông tin và tuổi thọ của lõi lọc còn lại. Nhiều dòng máy sẽ không hiển thị thông số này, cho nên nếu mình lỡ xài lõi lọc quá hạn sẽ không tốt cho sức khỏe. Fuji Smart i9 có 10 tấm điện cực được làm từ titan phủ platinum, độ bền đến 30 năm, bền hơn so với một số model cùng phân khúc. Một điểm đặc biệt của i9 nữa đó là những dòng máy thông thường thì chỉ có một buồng điện phân, nhưng mà i9 thì có đến 2 buồng. Từ đó nâng cao nồng độ hydro chống oxy hóa lên mức 1.300 ppb hơn cả những máy giá cao nhưng mà dùng công nghệ cũ. Nói về các loại nước thì i9 lại on top trong các dòng máy Nhật với 12 loại nước cho chúng ta sử dụng hàng ngày như nước uống cải thiện sức khỏe, pha sữa, làm đẹp da, vệ sinh, khử khuẩn hay ngâm rau củ, loại bỏ thuốc trừ sâu. Có một lưu ý nhỏ là khi mình muốn sử dụng nước ion axit mạnh thì mình cần lắp lõi muối ăn này vào. Và khi mình lắp lõi muối này vào rồi thì mình sẽ không lấy được những loại nước khác. Do là sử dụng muối ăn cho nên nó sẽ tăng khả năng sát khuẩn hơn so với những máy không dùng muối và tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng muối chuyên dụng. Lõi lọc của i9 có thể lọc được lên đến 20 chất độc hại theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Tuổi thọ lõi lọc thì lên đến 8.000 lít. Tuy chưa phải là cao nhất nhưng mà bù lại đây là máy tiết kiệm nước nhất, bởi vì tỷ lệ vòi chính và vòi phụ là 19:1, tức là cứ 20 lít nước đổ vào thì mình sẽ có 19 lít nước ở vòi chính để dùng. Nói tóm lại, nếu muốn tìm một chiếc máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản cao cấp có nhiều loại nước để chăm sóc sức khỏe nè, đặc biệt là có nước ion kiềm siêu hero chống oxy hóa, thì có thể tham khảo Fuji Smart i9. Nếu mọi người có nhiều thắc mắc thì có thể để lại comment bên dưới hoặc là liên hệ ngay đến hotline Miễn Cước nha.